Hôm nay tôi dành 2 phút cuộc đời để test sự trâu bò của hai con zombie này. Hai đứa bay quá sức là trâu bò, quỷ chứ đếch phải người. Tụi bay bắn tao muốn rớt giới tính mà còn lắm mồn. Mà rén rồi thì nói đi cưng. 2 phút lận cuộc vui còn nhiều. Ấy chà chà, trâu còn hơn con Toro. Tao bận áo giáp của Iron Man mày cứ thỏa sức bắn. Kệ mày mặc cái gì hết 2 phút rồi chết nhé con.